Trong hơn 20 năm qua, trên nền bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam, người hâm mộ nhớ ngay đến gương mặt của nữ vận động viên Mai Thị Hoa, người đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu ở trong nước và là thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế. Từ khi thay đổi bộ môn bóng chuyền bãi biển, Mai Hoa luôn duy trì được sự nhiệt huyết và tinh thần hăng say trong những buổi tập cũng như khi thi đấu. Mặc dù sự nghiệp thi đấu ở đỉnh cao của cô có những lúc bị gián đoạn vì lý do gia đình, tuy nhiên bằng niềm đam mê cùng sự quyết tâm, cô đã trở lại sân đấu và tiếp tục gặt hái thêm những thành công của mình. Mình phục Mai Hoa ở chỗ là sau khi mà hoàn tất cái chuyện mà gia đình đó, vẫn quay ra đảm bảo thành tích duy trì. Mà thực sự muốn được cái đó là tự bản thân Mai Hoa phải nỗ lực ghê gớm lắm. Mai Hoa quay ra chơi vì cái gì? Vì cái lòng đam mê. Bởi chính vì cái đó là cái nể của mình là huấn luyện viên dành cho Mai Hoa. Dù đã bước sang tuổi 33, một độ tuổi không còn lý tưởng cho vận động viên thi đấu ở đỉnh cao, nhưng bằng kinh nghiệm cùng sự khổ luyện đã giúp cho Mai Hoa duy trì được phong độ xuất sắc đến ngày hôm nay. Và chức vô địch quốc gia trong 2 năm liên tiếp 2014 và 2015 là những minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và vượt khó đi lên của một biểu tượng trong làng bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, vì cái gì? Vì cái lòng đam mê. Bởi chính vì cái đó là cái nể của mình là huấn luyện viên dành cho Mai Hoa. Dù đã bước sang tuổi 33, một độ tuổi không còn lý tưởng cho vận động viên thi đấu ở đỉnh cao, nhưng bằng kinh nghiệm cùng sự khổ luyện đã giúp cho Mai Hoa duy trì. Mình phục Mai Hoa ở chỗ là sau khi mà hoàn tất cái chuyện mà gia đình đó, vẫn quay ra đảm bảo thành tích duy trì. Mà thực sự muốn được cái đó là tự bản thân Mai Hoa phải nỗ lực ghê gớm lắm. Mai Hoa quay ra chơi vì trên nền bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam, người hâm mộ nhớ ngay đến gương mặt của nữ vận động viên Mai Thị Hoa, người đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu ở trong nước và là thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế. Từ khi thay đổi bộ môn bóng chuyền bãi biển, Mai Hoa luôn duy trì được sự nhiệt huyết và tinh thần hăng say trong những buổi tập cũng như khi thi đấu. Mặc dù sự nghiệp thi đấu ở đỉnh cao của cô có những lúc bị gián đoạn vì lý do gia đình, tuy nhiên bằng niềm đam mê cùng sự quyết tâm, cô đã trở lại sân đấu và tiếp tục gặt hái thêm những thành công của mình.